một là bà hộ nhà bà Dương Thị Thuận ở tổ dân phố cầu, mời ông Dương Quốc Vinh và đồng chí Vũ Thị Thúy. Nhà tài trợ, kính thưa toàn thể, để làm sao mà trên địa bàn phường của chúng ta tổng là có 33 cơ bản cũng là một cái phần quà, cũng như ban tổ chức đã giới thiệu trước, cũng đề nghị Hoàng Nam không rủi ro để vui vẻ. Cái thứ hai nữa là cái quà cái số dân thường bước cái số hộ nghèo. Thay mặt cho lãnh đạo